Thưa quý vị, tiếp tục series những bộ phim ngắn và phóng sự trong dự án chương trình làm phim qua ống kính trẻ thơ Kids with Need News 2024. Một chương trình trách nhiệm xã hội hoàn toàn miễn phí của Panasonic Việt Nam dành cho các bạn học sinh từ 10 đến 18 tuổi. Các bạn học sinh sẽ được học và tự sản xuất bộ phim đầu tay với các thiết bị quay phim chuyên nghiệp do Panasonic cung cấp. Hôm nay, chương trình Nhịp Sống Trẻ sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ phim ngắn với tên gọi là Fear. Hãy cùng khám phá câu chuyện đầy cảm xúc về cô bé Vân và nỗi sợ hãi mà cô bé đang phải đối diện mỗi ngày, cũng như những khó khăn trong việc chia sẻ với người thân. Người mẹ của Vân đã làm gì để giúp cô con gái của mình vượt qua nỗi sợ hãi và những tình huống nguy hiểm? Mời quý vị cùng đón xem bộ phim ngắn đầy ý nghĩa do các bạn học sinh trường trung học cơ sở Cầu Giấy thực hiện để tìm ra câu trả lời. Chuyện gì rồi? Đây anh cũng chưa làm thế ạ?
Trẻ em là những mầm non tương lai trong sáng. Vì vậy, đừng để những hành vi bẩn thỉu vấy bẩn những sắc màu trong tâm hồn trẻ. Đừng để lại trong đấy là một sự sợ hãi tối tăm. Đồng thời, hãy tâm sự, quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng trẻ trong quá trình trưởng thành và phát triển. Vâng, những thông điệp đầy ý nghĩa của bộ phim ngắn quả thật rất đáng để suy ngẫm phải không ạ? Bộ phim cũng là lời nhắn gửi tới các bạn trẻ về việc hãy lên tiếng khi gặp phải những vấn đề như bị quấy rối tại nơi công cộng. Các bậc phụ huynh hãy cùng lắng nghe những tâm tư, tình cảm và đồng hành cùng với con mình trong những tình huống này để các bạn nhỏ có thể dũng cảm, chia sẻ thay vì im lặng. Và bây giờ, ngay tại trường quay lúc này, nhóm bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Cầu Giấy đã có mặt để có thể chia sẻ tới quý vị và các bạn những trải nghiệm của khóa học làm phim qua ống kính trẻ thơ như thế nào và những kỷ niệm khi thực hiện bộ phim ngắn này. Em là Đào Nhật Minh, đến từ nhóm MV2C và em rất là vui khi được tham gia chương trình qua ống kính trẻ thơ của Panasonic. Và ở đấy em đã được học làm phim, dựng phim và diễn xuất cùng diễn viên Lam Hương để tạo ra bộ phim đầu tay của mình. Và bộ phim của em muốn nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ rằng hãy quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với con cái của mình nhiều hơn, để trong quá trình các con lớn lên và trưởng thành thì bố mẹ có thể nắm bắt, hiểu biết để cổ vũ và động viên con. Em là Đào Diệp Chi, đến từ nhóm MV2C và hiện tại đang học tập tại trường Trung học cơ sở Cầu Giấy. Và qua chương trình lần này thì nhóm bọn em đã hoàn thành được một bộ phim tên là Fear. Và bộ phim này cũng là lời nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh rằng là hãy quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với con cái của mình nhiều hơn để mà có thể kịp thời nắm bắt những cái thay đổi trong suy nghĩ tâm tư của con em mình và có thể động viên khi mà cần thiết. Và hơn thế nữa thì bộ phim cũng đã phản ánh và lên án những cái mối nguy hiểm và hành vi sai trái mà trẻ em có thể gặp phải ngoài xã hội. MV2C, Movie to Children. Những chia sẻ của các bạn học sinh cũng đã khép lại chương trình Nhịp Sống Trẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình do Phòng Truyền thông, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn phối hợp với kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi trên trang thông tin điện tử truyềnhìnhthanhniên.com.vn hoặc trên fanpage của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!